Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 25. Đệ Ngũ Nam không xảy ra chuyện gì nhưng lại không trở lại nhà họ Tư Mã. Thượng Quan Vân cũng biến mất. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng, Tư Mã Thừa Phong và Hách Liên Trì nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý của đối phương. Một khi đến lúc nguy cấp, bọn họ cũng chỉ có thể mời lão tổ trong nhà mình ra ngoài. Thượng Quan Phong tiền bối đang ở đâu? Đột nhiên, một tên đệ tử của nhà họ Tư Mã vội vã chạy vào. Lão Phu ở đây, có chuyện gì? Trong đại sảnh, một ông lão trông có vẻ tiên phong đạo cốt từ từ đứng dậy, chính là em trai của Thượng Quan Vân, Thượng Quan Phong. Tên đệ tử của nhà họ Tư Mã kia lững thững đi tới trước mặt Thượng Quan Phong, đưa một phong thư qua, chúng tôi vừa mới thu được tên bay truyền thư, là cho ngài. Tên bay truyền thư, Thượng Quan Phong tò mò nhận lấy thư, mở ra nhìn kỹ. Tư Mã Thừa Phong cao giọng hỏi, tất cả mọi người trong quy khư đều tụ tập tại nhà họ Tư Mã tôi, Thượng Quan lão đệ, thư này là người phương nào đưa tới? Là anh trai tôi. Thượng Quan Phong cau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Thượng Quan Vân đưa tới tên bay truyền thư, chẳng phải đang nói rằng ông ta không gặp nguy hiểm sao? Hách Liên Trì mừng rỡ nói, tôi rất rõ thực lực của Thượng Quan huynh, tôi đã nói rồi, chắc chắn ông ấy không có việc gì. Nói xong lại chuyển đề tài hỏi, Thượng Quan lão đệ, anh trai ông viết gì trong lá thư? Không, không có gì. Thượng Quan Phong ra vẻ không có gì cất lá thư đi, để lộ nụ cười, anh trai tôi nói anh ấy không việc gì, mọi người không cần lo lắng, anh ấy không trở về là bởi vì tra được một ít manh mối, có lẽ có thể tìm ra nơi ẩn náu của những quái vật kia. Thật tốt quái. Chỉ cần tìm được những quái vật kia là chúng ta có thể tiêu diệt họ vào ban ngày rồi. Không hổ là Thượng Quan gia chủ, đệ tử các gia tộc lớn trong đại sảnh đều vui vẻ ra mặt. Chỉ có Tư Mã Thừa Phong và Hách Liên Trì như có điều suy nghĩ. Tư Mã gia chủ, nếu Thượng Quan gia chủ không có việc gì thì chúng ta nên quan tâm đến gia chủ của chúng tôi đi. Người của nhà họ Đệ Ngũ mở miệng. Ngưu Hồng Binh cũng nói đã tận mắt nhìn thấy Đệ Ngũ Nam cưỡi ngựa trở về nhưng Đệ Ngũ Nam hoàn toàn không quay trở lại nhà họ Tư Mã. Cho nên Tư Mã Thừa Phong cũng rất khó hiểu. Hách Liên chỉ đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, mọi người nói xem có thể có một khả năng là trong đám quái vật đó, không chỉ có một tên lão quái vật. Sau đó lại tình cờ bị Đệ Ngũ Nam lão đệ bắt gặp hay không? SSSS. Nghe vậy, mọi người không nhịn được mà hít sâu một hơi. Một lão quái vật đã đủ cho bọn họ đau đầu rồi, nếu giờ thêm một tên nữa thì sao? Tư Mã Thừa Phong đồng ý nó của Hách Liên huynh không phải không có lý, chúng ta nên nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, để luôn luôn giữ được sự cảnh giác. Mọi người lại thương lượng một phen, quyết định từ tối nay trở đi, mọi người sẽ không tách ra tìm kiếm nữa. Cho dù gặp phải lão quái vật, Hách Liên Trì và Tư Mã Thừa Phong liên thủ cũng có thể chém chết. Rất nhanh, các đệ tử của gia tộc lớn đều đã đi nghỉ ngơi. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Tư Mã Thừa Phong và Hách Liên Trì. Thượng Quan Phong không nói thật. Tôi cũng nhận ra. Hách Liên Trì và Tư Mã Thừa Phong lần lượt mở miệng. Nếu như những gì Thượng Quan Phong vừa mới nói là thật, vậy người đưa phong thư này tới sẽ là ai? Người trong quy khư đều ở nhà họ Tư Mã cho nên chỉ có một khả năng, người đưa phong thư này tới chính là Thượng Quan Vân. Mà sở dĩ Thượng Quan Vân không xuất hiện, rất có thể đang bí mật âm mưu điều gì đó. Tư Mã huynh, ông phái người theo dõi Thượng Quan Phong, xem nhà họ Thượng Quan bọn họ có hành động gì. Hách Liên chỉ chắp tay ôm quyền nói, tận dụng bây giờ đang là ban ngày, tôi sẽ về nhà họ Hách Liên một chuyến. Các gia tộc lớn đều tề tụ tại nhà họ Tư Mã, bao gồm đệ tử của nhà họ Hách Liên. Có điều nhà bọn họ còn có hai người chưa tới, đó chính là lão tổ của nhà họ Hách Liên cùng với đệ tử hầu hạ của ông ấy. Mà Hách Liên chỉ phải trở về báo cáo với lão tổ nhà mình. Tư Mã Thừa Phong ôm quyền đáp lễ, Hách Liên huynh đi đường cẩn thận, cố gắng trở về trước khi trời. Hách Liên chỉ gật đầu, sau đó rời đi trước. Tư Mã Thừa Phong như có điều suy nghĩ, ông ta uống chén trà, châm ngâm một lát rồi quyết định tự mình quan sát thật kỹ người của nhà họ Thượng Quan. Cùng lúc đó, sau khi trở lại chỗ ở của mình, Thượng Quan Phong lập tức tìm đến đệ tử tâm phúc của mình, Thiên Nhi, con lặng lẽ quay về nhà họ Thượng Quan chúng A rồi cầm 5.000 lượng vàng đưa đến lối ra vào của quy khư. Cha, cha đột nhiên lấy vàng làm gì? Thượng Quan Thiên cực kỳ khó hiểu. Thượng Quan Phong nghiêm túc nói, bác cả con đang mưu đồ một việc lớn. Từ chữ viết có thể phán đoán ra, bức thư vừa mới nhận được là do Thượng Quan Vân tự tay viết, hơn nữa từ đó hắn ta có thể nhận thấy được anh trai vô cùng coi trọng chuyện này. Cho nên,
hắn ta tự tiện làm chủ để cho con trai mang thêm 2.000 lượng vàng nữa tới. Bác cả đang âm mưu cái gì? Thượng quan Thiên tò mò hỏi. Thượng quan Phong lắc đầu, cha cũng không rõ ràng lắm nhưng cha có thể khẳng định chuyện bác cả con âm thầm mưu đồ này rất trọng yếu đối với nhà họ thượng quan chúng ta. Rất trọng yếu ư? Thượng quan Thiên vuốt vuốt râu, suy đoán nói, chẳng lẽ bác cả đang muốn đi ra thế giới bên ngoài sao? Các gia tộc lớn trong quy khư đều cất giấu không ít tiền tài nhưng bình thường mọi người đều không cần dùng đến. Dù sao gạo là tự mình trồng, thịt cũng là tự mình nuôi. Cha cũng nghĩ như vậy cho nên cha mới nói chuyện này rất trọng yếu đối với nhà họ thượng quan chúng ta. Thượng quan Phong nói một cách trang trọng, nhớ kỹ, không được để ai biết. Con đã hiểu, thượng quan Thiên lặng lẽ lui ra ngoài. Hai người cũng không phát hiện, ngay khi bọn họ nói chuyện, trên mái hiên ngói có một khối bị xốc lên, mà người nghe lén chính là Tư Mã Thừa Phong. Tên hồ ly thượng quan Vân này muốn làm cái gì? 5.000 lượng vàng. Tư Mã Thừa Phong âm thầm rời đi. Đêm đó, Hách Liên chỉ chạy về, hơn nữa còn mang đến tin tức tốt cho Tư Mã Thừa Phong. Nếu tình thế vượt qua sự khống chế của bọn họ, lão tổ nhà họ Hách Liên sẽ tự mình ra tay. Thật tốt quá, lão tiền bối Hách Liên đại nghĩa, Tư Mã Thừa Phong mừng rỡ. Nếu lão tổ nhà họ Hách Liên đã đồng ý ra tay, đến lúc đó lão tổ nhà ông ta chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, các đại gia tộc đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ước chừng có hơn 500 người. Có chuyện gì vậy? Tư Mã Thừa Phong cao giọng hỏi, những người khác đâu? Chỉ tổng số dân trong quy khư đã có hơn 3.000 người, ngoại trừ phụ nữ, trẻ em, người già thì những đệ tử có chiến lực ít nhất phải có 2.000 người. Ngay cả khi để lại một số người để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người già, ít nhất cũng phải còn 1.500 người. Mà tụ tập ở trước mặt bọn họ, chỉ có hơn 500 người, trong đó phần lớn đều là đệ tử của nhà họ Hách Liên và nhà họ Tư Mã. Còn lại thì là một ít đệ tử thực lực thấp kém, không có quyền lên tiếng ở các gia tộc lớn. Gia chủ, bọn họ rất nhiều người đều nói cơ thể không thoải mái, không thể tham gia lần hành động đêm nay. Một gã đệ tử nhà họ Tư Mã tiến lên bẩm báo. Cảm thấy không khỏe à? 8 người 10 người không thoải mái là chuyện rất bình thường. Nhưng có đến hàng nghìn người cảm thấy không khỏe ư, đùa cái gì vậy? Tư Mã gia chủ, Hách Liên gia chủ, bọn họ cố tình nói dối rằng họ cảm thấy không khỏe là bởi vì họ muốn đi đến Phượng Hoàng Sơn vào ngày mai. Một chàng trai trẻ tuổi tiến lên nói. Anh ta cũng muốn có được Ngự Long thần công nhưng gia đình anh A cho rằng anh ta chỉ có tài năng bình thường, không cho anh ta cơ hội. Đã như vậy, thứ mà ông đây không có được, họ cũng đừng mong có được. Chỉ cần luyện thành công Ngự Long thần công là có thể trở thành cường giả đương thời. Nếu không luyện Ngự Long thần công, thì những tên trước đó yếu hơn mình có thể biến hóa nhanh chóng, dẫm nát mình dưới chân. Mặc dù tiêu diệt quái vật là trách nhiệm của từng người, nhưng Ngự Long thần công, dù có chết vẫn yêu. Tư Mã Thừa Phong không ngờ lại có con thiêu thân này, ông ta lập bảo. Thuộc hạ đi truyền lệnh, trong vòng một nén nhang tất cả phải tập hợp, không đến thì tự gánh hậu quả. Chiêu này rất hữu dụng. Hơn 1.000 người nhanh chóng tập hợp ở trong sân trước chủ đường. Nhìn ai cũng rất hăng hái, đâu giống người bị bệnh. Tôi biết mọi người suy nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể động não. Tư Mã Thừa Phong liếc nhìn mọi người, chỉ hận không rèn sắt thành thép, ông ta nhắc nhở. Nếu mọi người biết Ngự Long thần công, mọi người có thể khiến tất cả mọi người đều biết đến thần công này không? Cái gì? Ông ta vừa dứt lời, đệ tử của các gia tộc lớn đều nhìn nhau. Gia chủ Tư Mã, có lẽ người ta thiếu tiền. Trong đám người có một giọng nói nghi ngờ vang lên. Miệng Tư Mã Thừa Phong không khỏi giật giật, người nào ngu ngốc hỏi vấn đề đó vậy? Con mẹ nó, cường giả biết Ngự Long thần công mà thiếu tiền sao? Hách Liên chỉ cười lạnh, chẳng lẽ mọi người không nghi ngờ? Đây rất có thể là âm mưu quỷ kế của quái vật sao? Dứt lời, cả sân đều nhốn nháo lên. Nếu là quỷ kế của quái vật, vậy chẳng phải bọn họ là dê tự vào miệng sói sao? Gia chủ Tư Mã, gia chủ Hách Liên, may mà có hai người nhắc nhở, nếu không chúng tôi gây ra họa lớn rồi. Cảm ơn hai vị gia chủ nhắc nhở. Gia chủ các gia tộc lớn khác đều bừng tỉnh. Tư Mã Thừa Phong hài lòng gật đầu, chuyện quá khứ thì để nó trôi đi, sau này chúng ta cần phải hợp sức với nhau. Đuổi tận giết tuyệt quái vật, khiến quy khư của chúng ta trở nên vang danh. Đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt. Mọi người đồng thời gào thét, trong nháy mắt đã vang vọng 9 tầng mây. Không ai chú ý đến, có một nam một nữ đứng trong hàng đệ tử, vẻ mặt bọn họ hơi kỳ lạ. Mẹ nó, lão già Tư Mã này phá hỏng con đường phát tài của ông đây. Cắt đứt con đường kiếm ăn của một người chẳng khác nào giết cha mẹ người ta,
Lý Đại Đương ra hận không thể đánh chết Tư Mã Thừa Phong. Cung Nghê Thường cười nhắc nhở, thật ra anh không cần phải gấp gáp, bây giờ bọn họ đang một mất một còn với tộc Bất Tử, đến lúc đó anh sẽ là ngư ông đắc lợi ở Quy Khư, anh muốn cái gì còn không dễ dàng sao? Đúng vậy. Lý Trạch Vũ được nhắc nhở như vậy, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng. Bây giờ các gia tộc lớn ở Quy Khư đều có binh hùng tướng mạnh, chờ bọn họ và Hoàng đế Gusen đánh nhau, hắn sẽ xuất hiện chiếm hời. Thuận thì sống, nghịch thì chết, ai dám không giao tiền ra thì thử xem. Lý Trạch Vũ cúi đầu kề sát vào tai Cung Nghê Thường, hắn hạ giọng nói, cô tìm cơ hội thoát thân, đến hồ nước ở chân núi chờ tôi. Cung Nghê Thường khó hiểu hỏi, anh muốn đi đâu, cô đừng quản. Lý Trạch Vũ yên lặng rời khỏi đám người, hắn đi đến một nơi không có ai, lấy ra một chiếc mặt nạ ra. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một lọ có chất lỏng màu đỏ tươi, bôi lên mặt, số còn lại thì đổ vào người. Sau khi giả trang đơn giản, Lý Đại Đương gia đã biến thành người bị thương nặng. Cùng lúc đó, Tư Mã Thừa Phong và Hách Liên chỉ lần lượt răn đe các gia tộc lớn, bọn họ chuẩn bị dẫn người xuất phát. Gia chủ Tư Mã, không, không ổn. Chỉ thấy một gã đàn ông có khuôn mặt đầy máu me, bị thương nặng lảo đảo đi vào. Ngoài Lý Đại Đương gia ra thì còn có thể là ai? Là đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ chúng ta. Là Đệ Ngũ Chí Kiệt. Sao lại thế này, là ai khiến cậu bị thương nặng như vậy? Còn cần phải hỏi sao, chắc chắn là quái vật. Lập tức có một đám đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ tiến lên đỡ người. Lý Trạch Vũ cải trang thành Đệ Ngũ Chí Kiệt giả vờ hoảng sợ và đau đớn, không phải quái vật tấn công tôi, là... Gia chủ, là gia chủ muốn hại tôi. Vô liêm sỉ, cậu nói gì thế? Sao gia chủ lại hại cậu? Một trưởng lão của gia tộc Đệ Ngũ lớn tiếng răn dậy. Lý Trạch Vũ sợ hãi nói, là thật, gia chủ biến thành quái vật, những gia tộc khác đều bị hắn hút máu, chỉ có một mình tôi may mắn chạy thoát. Cái gì, Đệ Ngũ Nam biến thành quái vật? Mọi người sợ hãi, tin tức này giống như một quả bom nguyên tử nổ mạnh, khiến hiện trường đều chấn động. Vô liêm sỉ, cậu có biết mình đang nói gì không? Trưởng lão gia tộc Đệ Ngũ rõ ràng không tin, cho rằng Lý Trạch Vũ ăn nói lung tung. Ông ta giơ tay lên định tát hắn. Còn người Lý Trạch Vũ co rút, lúc này hắn tránh cũng không được, không tránh cũng không được. Nếu tránh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, thậm chí cảm thấy hắn phạm thượng, dám bất kính với bậc trên. Nếu không tránh, ngoài Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc, không ai dám đánh hắn. Ngay khi Lý Trạch Vũ đang do dự có nên né hay không, vào thời khắc quan trọng Hách Liên chỉ giơ tay ngăn lại trưởng lão kia. Đệ Ngũ Hùng, để cho hắn nói hết. Hách Liên chỉ nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, ông ta hỏi, nói hết mọi chuyện cậu biết ra, nếu dám nói dối một câu, ông đây sẽ đánh chết cậu. Gia chủ Hách Liên, những lời tôi nói đều là thật. Đêm đó gia chủ thượng quan bảo chúng tôi hộ tống gia chủ trở về, ai ngờ đi được nửa đường gia chủ chúng tôi bỗng. Diễn xuất của Lý Đại Đương gia rất chân thật, lúc thì vô cùng đau đớn, lúc thì vô cùng sợ hãi, những người ở đây đều bị thuyết phục, không hề có suy nghĩ hoài nghi trong đầu. Cung Nghê Thường trốn trong đám người. Không đoán ra được rốt cuộc Lý Trạch Vũ đang chơi trò gì. Lúc trước cảm thấy tộc Bất Tử yếu thế, thằng nhãi này còn bảo Tiêu Cửu Minh đi ra ngoài lấy vũ khí nóng để giúp đỡ tộc Bất Tử. Bây giờ Hoàng đế Gusen không dễ dàng gì lập mưu biến địch thành người một nhà, thằng nhãi này lại nhảy ra muốn phá hỏng. Hách Liên chỉ nhíu mày, ông ta và Tư Mã Thừa Phong nhìn nhau. Hai người không ngờ Đệ Ngũ Nam lại biến thành quái vật hút máu, hơn nữa còn không nể tình đồng tộc, nhẫn tân biến người trong tộc mình thái quái vật. Đợi đặt con ngươi Tư Mã Thừa Phong co rút. Nếu Đệ Ngũ Nam đã biến thành quái vật hút máu, vậy chẳng phải Thượng Quan Vân cũng có thể biến thành quái vật sao? Còn nữa, sau khi Đệ Ngũ Nam biến thành quái vật đã mất hết nhân tính, ai dám cam đoan bên trong đám người này có người đã biến thành quái vật hút máu chưa, chúng đang ẩn núp bên cạnh họ. Hách Liên chỉ cũng đã nhận ra điều này, vẻ mặt ông ta thay đổi. Đứng im đợi lệnh, không ai được rời đi. Gia chủ Hách Liên, tại sao vậy? Không phải muốn đi tìm quái vật sao? Mọi người mồm năm miệng mười nói nhao nhao. Tư Mã Thừa Phong cất cao giọng, các vị, bây giờ tôi nghi ngờ trong số những người này có quái vật hút máu, nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị sẽ âm thầm ra tay. Đúng vậy. Hách Liên chỉ nói tiếp, từ giờ trở đi, mọi người đều tự nhìn chằm chằm người bên cạnh mình, trước khi trời sáng không cho phép ai rời đi. Nếu có người o gan dám rời đi, vậy rất có thể người đó chính là quái vật, mọi người có thể trực tiếp chém giết người đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.